xin chào cả nhà. Và bây giờ mình đã quay trở lại rồi đây ạ. Và mình cái video này mình sẽ review cái quần là mình sẽ mặc lên cái quần tập thể dục á, mà mình đã mua đó. Thì bây giờ mình sẽ mặc lên để mà cho các bạn cùng xem, cũng như là xem cái chất vải rồi cái form dáng nó như thế nào ha. Rồi ok, và bây giờ mình đang mặc một cái chiếc quần đầu tiên ha. Đây các bạn, đây cái chiếc quần màu rêu ha. Đây cái lưng cao đây các bạn, đó cái lưng rất là cao ha. Rồi cái chất vải rất là đẹp nè, nó bo hết cái nguyên cái form luôn đó. Thì ở đây cái phía sau đây các bạn, đây cái phía sau ha, đó nó nhìn rất là đẹp. Và các bạn biết là mình mặc á, mặc rất nhìn rất là cái cảm giác rất là thoải mái luôn. Thì do là cái vải á, cái vải nó rất là co giãn ha, mặc rất là thích luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi xa ra một xíu để cho các bạn cùng xem luôn cái toàn bộ cái dáng quần á. Thì cái quần này đối với mình á thì nó hơi dài một xíu ha. Rồi ok, chắc có lẽ là mình phải cắt thêm lên một xíu nữa thì nó mới đẹp được ha. Đây đây cái form rất là đẹp ha. Đây đó, nhìn rất là xinh. Thì đối với những cái quần này thì các bạn có thể phối với lại áo ba lỗ nè, ba lỗ hoặc là y là ba lỗ nó ngắn á, nó ngắn tới đây nè. Đó thì các bạn ngắn như thế này nè thì các bạn có thể mặc cái đó để mình tập thể dục thì rất là thoải mái, rất là thích luôn ha. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ thử tiếp một cái quần tiếp theo, đó là một cái quần mà mình nghĩ là mình rất là thích ha. Thì nói chung cái quần này mình cũng rất là thích, cái màu cũng rất là đẹp ha. Cái màu rêu thì khi mà các bạn phối đồ nó cũng rất là dễ phối, với lại cái màu nó lên lạ lạ đó các bạn. Thì trước kia thì mình rất là chuộng màu đen các bạn. Màu đen thì nó lên cái quần hay là đó, nó rất là dễ, như là mình có những cái khuyết điểm nào đó thì nó che rất là tốt ha. Y như là mập hay là như là cái vùng bụng dưới nó mập á, thì các bạn mặc cái quần đen lên thì nó sẽ y như là nó sẽ liếp, nó sẽ không có thấy cái lộ lên ha. Nhưng mà hiện tại thì mình chuộng những cái màu này hơn. Rồi ok, và mình sẽ mặc tiếp cái quần tiếp theo nha, các bạn đợi xem nha. Hi, chào các bạn, và mình đã quay trở lại với chiếc quần thứ hai. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nha, cực kỳ ưng cái quần này luôn á. Rồi ok, đây cái quần này thì nó còn cái mạc mà các bạn có thể thấy không, còn cái quần lúc nãy thì nó không có cái mạc đó. Đây cũng là cái quần lưng cao, nhưng mà cái độ cao thì nó không bằng cái quần lúc nãy ha các bạn. Nhưng mà bù lại mình rất thích chất vải này nè đó, các bạn thấy không, nó sờ rất là thích luôn, với lại nó rất là nhẹ. Rồi một cái phần nữa, một cái điều nữa đó là cái quần này, cái chiều dài của cái quần này nó sẽ phù hợp với mình luôn, thì mình không cần phải cắt lên để cho nó ngắn hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem liền ha. Đây đó, thì cái quần này các bạn, như các bạn thấy thì cái quần này nó rất là thoải mái nè, nó rất là thoải mái khi mà các bạn co giãn như thế này, rất là thoải mái nè. Đó đó, đây nó cũng rất là vừa với mình luôn ha. Với lại cái lai á, cái lai nó sẽ ôm vô cái phần chân luôn, thì nó nhìn rất là thích các bạn. Nói chung là mình cảm thấy là thích cái quần này hơn cái quần hồi nãy, mặc dù thì form hai cái quần nó đều rất là đẹp ha, đều rất là đẹp. Thì cái quần kia thì nó sẽ như là cái kiểu như là nó sẽ ôm vô người để nó tạo, y như là nó sẽ tạo một cái đường cong cho các bạn. Thì nó sẽ nâng cái cơ lên á, nâng cái mông lên á đó. Thì nói chung cái quần đó cái form lên rất là đẹp các bạn, nhưng mà tại nó hơi bó thì mình không thích cái kiểu mà nó bó quá. Nhưng mà cái vải nó rất là co giãn các bạn, nó bó nhưng mà các bạn mặc nó cảm thấy nó không có bị mệt,
Nhưng mà khi mà mình cảm giác bó quá thì mình không hít thôi, thì nó chỉ là một cái xíu rất là nhỏ thôi, thì cái đó là mình không hít một cái nhỏ xíu đó thôi ha. Còn đối với cái quần này á, thì mặc dù cái phơm nó không có ôm lên tới cái eo luôn, tức là cái lưng nó không có cao quá cao, nhưng mà cái vải nó rất là nhẹ, nó rất là thoải mái, mà khi mà mình mặc vô là mình cảm thấy rất rất là thích liền ngay lập tức luôn á. Tức là cái vải đó rất là nhẹ ha, nè cái vải nó rất là nhẹ nó, và mình mặc cái cảm giác là nó không có nặng, y như mình mặc cái cảm giác là mình dạng như mặc như là không mặc vậy á, nó cái kiểu đó như vậy đó. Thì đó, thì khi mà mình mặc cái quần này lên mình cảm thấy rất là thoải mái, rất là thích ha. Ok, duyệt. Đây. Rồi, ok. Và chào tạm biệt các bạn nha. Và các bạn nhớ xem những cái video tiếp theo của Lubu Live Vlog nha. Ok, bye bye các bạn và chào tạm biệt các bạn nha.